Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của kênh. Thì đây là clip thử thách. Mình sẽ gọi là ăn even từ cấp 1. Mình xem thử là ăn bao nhiêu sẽ lên cấp 49 các bạn nha. Even free. Đây, even free các bạn nha. Mấy cấp đầu này thì tất nhiên rồi, 30.000 kinh nghiệm thì tất nhiên là ăn nó lên liền thì mình không nói rồi. Đây, tất nhiên là mấy cái đoạn này là hơi bị phí này. Mình coi thử 100 cái đầu tiên mình lên thử cấp bao nhiêu. Chưa hết 100 cái luôn rồi ta. 100 cái đầu tiên mình lên cấp 36 các bạn. 36. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục 100 cái xem thử như thế nào. Coi thử bao nhiêu cái là mình lên được cấp 49. Bởi vì mình sẽ làm một dàn cấp 49 luyện skill mà chủ yếu là hệ kim. Chủ yếu hệ kim các bạn, hệ kim bởi vì hệ kim là máu nó trâu. Rồi giao dịch. Rồi 100 cái nữa các bạn này, để mình xem thử là bao nhiêu. Bao nhiêu cái là mình lên được cấp 49. Các bạn thấy là gần lên 40 rồi này. Bởi vì nguyên liệu bây giờ rẻ này, cho nên là vài chục nghìn mà chúng ta có được cấp 49 thì cũng ngon. 44 này. Đấy, cả 45 rồi các bạn này. 45 rồi. Đấy, bây giờ mình nhận này, nhận mốc 30 này. Nhận mốc 40 này. Rồi mình mở cái auto click ra. Mình mở auto click ra mình đã mình kích max sức mạnh theo từ 45 được rồi, 200 cái mà lên cấp 45 là cũng ngon rồi. Bởi vì lên vài cấp rồi thì cũng không bao nhiêu cả. Anh em thấy hồng máu 2.600 rồi này. Vậy là 200 cái Vinh lên cấp 45. Hai trăm bộ lên 45, vậy là ổn rồi đấy các bạn. Ổn. Đấy, như thế này là luyện skill được rồi này. Đấy, bây giờ là vào phái luôn. Vào phái chứ không vào phái làm sao được. Đấy là mình đã làm clip cho anh em xem. Là các bạn thấy được rằng là đúng y 200 even là chúng ta lên được cấp 45. Đơn giản nhẹ nhàng. Thì mình coi thử tăng cái này được không. Tăng né tránh này. Tăng mấy cái này cho vui này. Độ chính xác này. Đấy, bút 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 cho nó đã. Đấy 20 điểm luôn. Né tránh 800. Độ chính xác kinh điển các bạn, quá kinh. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của kênh. Chúc anh em sức khỏe. Xin chào anh em.